Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. UAV Ukraine ồ ạt tập kích Crimea, Nga khai hỏa phòng không đánh chặn. Quân đội Nga tuyên bố phá hủy hàng chục máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen và gần Crimea. Vào đêm 28 tháng 10, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 29 tháng 10, các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ phá hủy 36 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen và khu vực phía tây bắc bán đảo Crimea, thông báo cho biết thêm. Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ thiệt hại nào hoặc là những tổn thất về người nào trên mặt đất sau vụ tấn công và các quan chức địa phương vẫn chưa bình luận về vụ việc. Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Crimea trong những tháng gần đây, theo quân đội Nga, vào ngày 13 tháng 9, Ukraine đã tấn công một xưởng đóng tàu ở Sevastopol bằng tên lửa hành trình làm hư hại hai tàu hải quân. 9 ngày sau, một tên lửa tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Moscow cũng cáo buộc Ukraine nhiều lần sử dụng xuồng không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol. Xuồng không người lái cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng như cầu Crimea, Cây cầu này bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công vào tháng 7 nhưng đã được sửa chữa và mở cửa trở lại hoàn toàn vào đầu tháng này. Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Nga sát nhập bán đảo Crimea từ tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Ukraine tuyên bố xung đột chỉ kết thúc khi Moscow rút hết quân và Kiev giành lại toàn bộ lãnh thổ, bao gồm Crimea. Theo giới quan sát, thông qua các cuộc tấn công liên tiếp vào Crimea, Ukraine dường như muốn phát đi thông điệp rằng dù chiến dịch phản công chậm chạp, họ vẫn có khả năng gây tổn thất cho Nga. Người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov cho hay Nga đang sử dụng Crimea làm trung tâm hậu cần nên bán đảo trở thành mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giành lại Crimea, ông Yusov nói. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Plentenchak cho biết, Ukraine coi nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu ở bán đảo Crimea là mục tiêu tấn công chính đáng. Ông Plentenchak cũng cảnh báo Ukraine cuối cùng sẽ phá hủy cầu Crimea, cây cầu do Nga xây dựng sau khi sát nhập bán đảo Crimea. Cây cầu dài 19 km nối đất liền Nga với Crimea trong bài phát biểu qua video tại Hội nghị an ninh ở Cộng hòa Séc ngày 24 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục gây sức ép quân sự lên Crimea. Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo Ukraine sẽ phải hứng hậu quả khốc liệt nếu tìm cách giành quyền kiểm soát Crimea. Moscow cũng tuyên bố Crimea là vấn đề không thể thương lượng. Tình báo Anh nói tổn thất của Nga ở trào lửa Adivska nặng nề nhất năm 2023. Tình báo quốc phòng Anh đã đánh giá rằng Nga đã phải chịu một số tổn thất nặng nề trong năm 2023 gần Adipska và có vẻ như các yêu cầu của Bộ Chỉ huy Nga một lần nữa lại mâu thuẫn với khả năng quân sự thực tế. Tờ Pravda của Ukraine dẫn báo cáo đánh giá của tình báo quốc phòng Anh ngày 28 tháng 10 cho biết, người Nga đã triển khai các đơn vị tên lửa tới 8 lữ đoàn gần Adipska. Các nhà phân tích viết, những thành phần này có thể phải chịu một số tỷ lệ tổn thất về người cao nhất ở Nga trong năm 2023 cho đến nay. Tình báo Anh cho biết các blogger quân sự Nga đã chỉ trích gay gắt chiến thuật của bộ chỉ huy. Tình báo quốc phòng Anh cho biết bản chất của hoạt động cho thấy thách thức chính trị quân sự cốt lõi của Nga vẫn giống như trong hầu hết cuộc chiến. Các nhà lãnh đạo chính trị yêu cầu chiếm giữ nhiều lãnh thổ hơn nhưng quân đội không thể tạo ra các hành động tấn công ở cấp độ hoạt động hiệu quả. Adivka được coi là cửa ngõ vào thành phố Donetsk, bị Nga chiếm đóng từ năm 2014. Kể từ khoảng ngày 9 tháng 10, Nga đã tăng cường tấn công nỗ lực bao vây Adivka nhưng đã bị tổn thất nặng nề về nhân lực và trang thiết bị, theo thống kê. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Omerov nói trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin rằng Nga đã mất khoảng 4.000 quân ở Adivka trong cuộc trò chuyện, Omerov cũng kêu gọi cung cấp thêm ATACMS, hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội, để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự và các sở chỉ huy ở hậu phương sâu của kẻ thù trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu cũng cho biết Nga đã mất ít nhất một lữ đoàn khi cố gắng chiếm Adivska. Theo các nguồn tin mở, một lữ đoàn trong quân đội Nga có thể có từ 2.000 đến 8.000 quân nhân trong khi đó, ngày hôm trước, người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Joe cho biết, lực lượng Nga đã chịu những tổn thất về người hàng nghìn và mất ít nhất là 125 xe bọc thép trong chiến dịch. Newsweek vẫn chưa thể xác minh những con số như vậy. Tân chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ viện trợ Ukraine có điều kiện. Chủ tịch Hạ viện mới được bầu cử Mỹ Mike Johnson có thể là tin xấu đối với Ukraine khi ông có thành tích phản đối viện trợ cho Kiev. Theo kênh NBC News Mỹ, Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson mới đây cho biết ông sẽ đồng ý ủng hộ Ukraine nhưng với một số điều kiện nhất định. Khi trả lời câu hỏi về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, ông Johnson nêu rõ: "Chúng tôi sẽ có những điều kiện về vấn đề đó nên chúng tôi đang thảo luận. Chúng tôi muốn trách nhiệm giải trình và chúng tôi muốn Nhà trắng có những mục tiêu rõ ràng." Hôm 25 tháng 10, Hạ viện Mỹ đã bầu chủ tịch mới Mike Johnson sau nhiều tuần bế tắc. Ông là đại diện của đa số đảng Cộng Hòa và là người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Hạ viện Mỹ không thể thông qua luật mới bao gồm cả đề xuất viện trợ cho Ukraine nếu không có chủ tịch. Đó là lý do tại sao chủ tịch Hạ viện cũng rất quan trọng đối với Kiev. Ngoài ra, ngân sách liên bang tạm thời của Mỹ sẽ chỉ kéo dài đến tháng 11 này. Do đó, để tránh việc chính phủ phải đóng cửa, Quốc hội Mỹ đã nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Theo tờ Kiev Post Ukraine, việc ông Johnson được bầu là chủ tịch Hạ viện Mỹ sẽ cho phép quốc hội nước này quay trở lại công việc lập pháp, nhưng lại là một tin rất đáng lo ngại đối với Ukraine và cuộc phản công của nước này trước các lực lượng Nga. Ông Johnson được cho là theo đường lối cứng rắn và đã bỏ phiếu không đối với 5 trong số 6 gói đề xuất để hỗ trợ cho Ukraine. Vẫn còn phải xem xét quan điểm tiêu cực của ông Johnson về viện trợ cho Ukraine sẽ diễn ra như thế nào tại Hạ viện Mỹ. Nghị sĩ Peter Sessions của bang Texas nói với ABC News rằng ông Johnson có thể sẽ thúc đẩy việc tách đề xuất viện trợ cho Israel, Ukraine và vấn đề an ninh biên giới Mỹ-Mexico một cách riêng biệt thay vì gắn kết chúng lại với nhau, theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sẽ đề nghị Quốc hội cấp 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel, Đài Loan và tài trợ để đảm bảo an ninh biên giới. Trong số này, có khoảng 60 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được viện trợ cho Ukraine. Trong bài phát biểu nhậm chức của Johnson hôm 25 tháng 10, có đề cập đến việc thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu ủng hộ đồng minh lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, nhưng khẳng định rằng trong một thế giới đang hỗn loạn, một nước Mỹ mạnh mẽ sẽ tốt cho toàn thế giới, ám chỉ đến việc chuyển hướng viện trợ nước ngoài sang chi tiêu trong nước. Tổng thống Belarus, mọi người đang mất dần, Nga, Ukraine cần phải đàm phán, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cả Nga và Ukraine phải đi đến thỏa thuận khi tình hình chiến sự thời gian gần đây không còn tiến triển. Chiến sự đang bế tắc Có đủ vấn đề ở cả hai bên và nhìn chung tình trạng hiện đang bế tắc nghiêm trọng, không ai có thể làm bất cứ điều gì và không thể củng cố hoặc nâng cao vị trí của mình một cách đáng kể. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko bình luận về tình hình chiến sự Nga-Ukraine hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh cả hai bên đang cố thủ, đối đầu và mọi người đang mất dần. Chúng ta cần ngồi vào bàn đàm phán và đi đến thỏa thuận, ông Lukashenko nói. Tổng thống Belarus khẳng định không cần điều kiện tiên quyết nào và điều chính yếu là lệnh dừng bắn cần phải được đưa ra. Theo hãng tin Reuters, trong diễn biến liên quan, Nhà Trắng cho biết lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công gần thành phố Adivska, vùng Donetsk mà Nga sát nhập từ Ukraine vào năm 2022. Phía Mỹ cho rằng Nga đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng các chiến tuyến rộng lớn ở Ukraine hầu như không có sự chuyển dịch trong năm qua, bất chấp cuộc phản công kéo dài của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28 tháng 10 đã nhắc lại công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine tại cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia của hơn 60 nước. Công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine Thứ nhất, đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân, khôi phục an toàn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia thứ hai an ninh lương thực thứ ba an ninh năng lượng thứ tư trả tự do cho tất cả tù nhân và người dân kể cả tù nhân chiến tranh và trẻ em bị đưa sang nga thứ năm khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của ukraine thứ sáu nga rút quân chấm dứt chiến sự và khôi phục biên giới của ukraine với nga thứ bảy mở tòa án đặc biệt để xét xử các tội ác chiến tranh thứ tám ngăn chặn hủy diệt sinh thái và bảo vệ môi trường ra phá bom mìn và khôi phục các cơ sở xử lý nước Thứ 9, ngăn chặn leo thang xung đột và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thứ 10, xác nhận chiến sự kết thúc bằng văn bản. Nga-Ukraine tăng cường không kích Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào đêm và dạng sáng 29 tháng 10, hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 36 máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Biển Đen và khu vực phía tây bắc bán đảo Crimea mà Nga sát nhập vào năm 2014. Tại vùng Donetsk, Nga cũng báo cáo 15 vụ pháo kích của Ukraine trong 24 tiếng qua, nhưng không có những tổn thất về người được ghi nhận. Trong khi đó, hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin cảnh báo không kích đã vang lên khắp khu vực Sumy, Poltava và Chernihiv trong đêm dạng sáng ngày 29 tháng 10. Trước đó một ngày, chỉ huy nhóm chiến lược tác chiến Taria, ông Oleksandr Tanapsky tuyên bố Nga đã chịu nhiều tổn thất trên mặt trận này lực lượng tên lửa và pháo binh Ukraine của nhóm đã tiến hành 1.256 nhiệm vụ bắn trong 24 giờ, làm thiệt hại nhiều xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, hệ thống tên lửa phòng không to của Nga, đồng thời tiêu diệt 529 và bắt giữ một lính nga. Taria là khu vực phía nam lục địa Ukraine, bao gồm Nova Kakhovka và các vùng mà Nga sát nhập là Kherson và bán đảo Crimea. Thực hư ATACMS biến S400 thành con mồi. Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật at tấn công và phá hủy thành công hệ thống phòng thủ tầm cao S-400 của Nga. Kẻ đi săn thành con mồi Tờ Forbes dẫn nguồn tin từ kênh Telegram chuyên dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga SSB cho biết, tên lửa at Mỹ cung cấp cho Ukraine đã được Kiev sử dụng tấn công và phá hủy 3 khẩu đội S-400 của Nga Lực lượng Nga nói rằng họ đã bắn hạ hai quả at nhưng các nguồn tin của chúng tôi cho biết, thực tế chớ treo hơn. Hai tên lửa at đúng là đã bị phá hủy, nhưng là sau khi chúng lao vào trận địa phòng không của Nga ở tỉnh Lugansk, phá hủy ba khẩu đội S-400. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn thành công hai tên lửa chiến thuật lục quân mà Mỹ vừa gửi chuyển giao cho quân đội Ukraine. Đây là lần đầu nga thông báo đánh chặn được Atacms kể từ khi ukraine triển khai loại vũ khí này hồi tuần trước. Tuy nhiên, phòng không nga trên thực tế không chặn được hầu hết tên lửa do ukraine phóng gây thiệt hại cho tổ hợp phòng thủ S400. Tuy nhiên ngược lại, đánh giá về việc Atacms tham chiến tại ukraine, cựu chuyên gia phân tích cia Larry Johnson cho biết việc Atacms phá hủy S400 đến nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực khi được triển khai ra tiền tuyến. Các tổ hợp tên lửa chiến thuật ATACMS sẽ lập tức bị máy bay không người lái của Nga phá hủy. Vị chuyên gia Mỹ lưu ý rằng phạm vi hoạt động của tổ hợp tên lửa Mỹ là khoảng 160 km. Tên lửa ATACMS chỉ có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu bố trí ở sát gần mặt trận, cũng chính là điểm yếu khiến chúng trở nên dễ bị tổn thương. Càng ở gần tiền tuyến, các tổ hợp này càng bộc lộ điểm yếu dễ bị tổn thương và khi đó sẽ bị máy bay không người lái của Nga tiêu diệt, chuyên gia Johnson nói. Johnson cho biết thêm, phương Tây thật sự trông đợi Ukraine dáng đòn khiến năng lực chiến đấu của lực lượng Nga bị suy yếu trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, hiện cuộc phản công gần như đã thất bại. Mỹ cố gắng đưa lực lượng vũ trang Ukraine trở lại vị thế vượt trội trên chiến trường và đây là một trong những nguyên nhân chính Mỹ chuyển giao ATACMS cho Kiev, Johnson kết luận. Mục đích thực sự theo giới quân sự Nga, dù được Mỹ ca ngợi và Kiev đánh giá rất cao, nhưng ATACMS sẽ vô dụng trong cuộc phản công. Vậy động thái đằng sau động thái này là gì? Hệ thống tên lửa chiến thuật ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất, dẫn đường quán tính do công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin sản xuất. Những tên lửa này có tầm tấn công tối đa đạt 300 km. ATACMS được sử dụng rộng rãi trong cả chiến dịch bão tác sa mạc vào năm 1991 và trong cuộc xâm lược Iraq của Mỹ các mục tiêu tiềm năng của những loại vũ khí này có thể bao gồm trụ sở chỉ huy kho vũ khí và mạng lưới hậu cần cũng như đường sắt nhưng theo truyền thông mỹ washington đã cung cấp cho kiev một phiên bản atacms được trang bị đạn con chùm thay vì một đầu đạn đơn lẻ theo các nhà quan sát mỹ quyết định của nhà trắng đã làm dấy lên lo ngại đầu tiên việc mỹ chuyển giao vũ khí chùm cho ukraine đã gây ra sự chỉ trích từ những người cấp tiến ở mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền ở châu âu các tên lửa đạn trùm tầm xa do quân đội Ukraine bán chắc chắn sẽ đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều tổn thất về dân sự hơn ở các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát. Tương tự như vậy, Kiev đã nhiều lần sử dụng tên lửa Storm Shadow tầm xa của Anh và Pháp để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm đường xá, cầu cống và các tòa nhà Thứ hai, một số nhà quan sát quân sự Mỹ cho rằng vấn đề lớn nhất của Ukraine không phải ở cách xa 100 km mà là ở phía trước họ 1 km với những bãi mìn do người Nga giải ra. Vì vậy, ngay cả khi ATACMS được Ukraine sử dụng, nó cũng không giúp Kiev chọc thủng được tuyến phòng thủ nhiều tầng của Nga. Họ nói rằng trên thực tế, nó sẽ không thay đổi hiện trạng trên chiến trường chút nào. Thứ ba, truyền thông Mỹ cho rằng rõ ràng là Kiev muốn ATACMS được trang bị các đầu đạn đơn lẻ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự lớn của Nga nhằm gây ra một số thiệt hại vật chất đáng kể. Nhưng các nhà phân tích tình báo Mỹ nhấn mạnh, người ta không thể tiêu diệt các mục tiêu lớn, kiên cố, có giá trị cao bằng đầu đạn chùm. Với tất cả những điều trên, việc chuyển giao ATACMS của Washington cho Ukraine dường như không có giá trị chiến lược đối với quân đội Ukraine. Mặt khác, chúng phù hợp với logic của Washington và NATO như cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Scott Ritter đã giải thích hồi đầu tháng này. Ông Ritter chỉ ra rằng các mục tiêu của NATO trong cuộc chiến ủy nhiệm đang diễn ra không thực sự trùng khớp với mục tiêu của quân đội Ukraine đang tìm cách tái kiểm soát các vùng đất Nga tuyên bố sát nhập. Mục tiêu của NATO không phải là đạt được chiến thắng quân sự quyết định trên chiến trường, mà là gây ra càng nhiều thiệt hại cho đối phương càng tốt nato và chúng tôi nghe đi nghe lại điều này trong lời hùng biện của các chính trị gia mỹ rằng việc chi tiêu tiền của người dân mỹ hỗ trợ ukraine là tiền được chi tiêu hợp lý nhằm giảm số người ukraine không qua khỏi và tăng thiệt hại đối với các lực lượng nga nhưng bây giờ điều còn lại trong phương trình nghịch đảo này là những người ukraine tổn thất ngày càng nhiều nhưng đối với mỹ và nato điều đó đơn giản là không không vấn đề gì ông ritter nói Ông Ritter nhấn mạnh thêm rằng có nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ và NATO đứng sau các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào các cơ sở hạt nhân, cơ sở dân sự và khu dân cư của Nga. Cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết đây có thể là lý do khiến Washington đưa thêm tên lửa chùm tầm xa ATACMS tới Kiev trong thời gian sắp tới.